chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình Tường Vi Official. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu món bánh canh bột sắc. Đây là một trong những món ăn rất được yêu thích ở miền Tây Nam Bộ của Việt Nam. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ không dùng bột bánh canh truyền thống, mà mình sẽ dùng đó là mì udon của Nhật Bản để làm sợi bánh canh. Nguyên liệu chính của chúng ta ở đây gồm có đùi gà, mì udon, cà rốt, tiêu xay, hành củ và hành lá. Đầu tiên các bạn sẽ phi thơm cho mình toàn bộ hành củ đã băm nhuyễn. Mình khuyên là các bạn nên dùng hành củ này thay thế cho tỏi vì cái mùi của nó sẽ làm cho nước lèo, nước dùng thơm hơn. Sau đó các bạn sẽ cho tiếp thịt gà đã được tẩm ướp gia vị vào. Các bạn sẽ trộn đều cho mình từ 2 đến 3 phút cho cái thịt gà này nó được săn lại nha mọi người. Khi mà cái phần thịt này đã chín đều màu á, các bạn thấy nó đã săn lại rồi á, các bạn sẽ cho tiếp cho mình cái phần cà rốt này vào xào chung. Ngoài ra các bạn còn có thể thêm củ cải trắng hoặc là nấm rơm vào để cho cái nước lèo của chúng ta được ngọt. Các bạn xào tiếp cho mình thêm 2 đến 3 phút cho cái phần thịt này, các cái nguyên liệu này nó được chín và đều với nhau. Sau đó các bạn sẽ cho tiếp nước lã hay là nước trong á vào trong nồi, tùy theo là cái bạn muốn ăn là ăn kẹo hay là loãng cái nước mà các bạn sẽ cho lượng nước vào nồi cho phù hợp. Các bạn đợi đến khi nước của chúng ta được đun sôi á, thì các bạn sẽ vớt cho mình cái phần bọt các bạn bỏ đi. Các bạn chỉ giữ lại cho mình cái phần nước trong. Như vậy cái nước lèo của chúng ta sẽ ngon hơn và trong nước hơn. Cuối cùng các bạn sẽ cho cái bột mì udon lúc nãy là chúng ta sẽ cho vào chung với các cái nguyên liệu. Chúng ta trộn đều và nấu chung hết tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Các bạn xem cho mình sợi mì này, nó rất là trong sợi mì luôn. Giờ nó cắt bằng máy nên sợi mì cũng rất là đều, rất là đẹp. Ở bước này các bạn lưu ý cho mình là các bạn sẽ nấu cho mình từ 30 đến 45 phút. Tại vì nếu mà các bạn tắt bếp nhanh quá thì nó vẫn chín, nhưng mà có điều là cái mùi vị của nó sẽ không giống như cái mùi vị bánh canh bột sóc truyền thống của chúng ta. Vì vậy là các bạn cần phải nấu lâu, ít nhất là phải trên nửa tiếng, như vậy mì nó mới nở ra và cái nước của nó sẽ sọt lại, cái vị của nó sẽ giống với cái vị mà bánh canh bột sắc truyền thống của chúng ta. Theo cái kinh nghiệm của mình thì các bạn nấu càng lâu thì cái nước của nó càng sọt và nó ăn càng ngon nha mọi người. Trong trường hợp này á thì mọi người có thể nêm là thêm các cái bột nêm, hoặc là cái để cho nó ngọt nước á, thì các bạn cũng có thể thêm vào cho mình đó là hạt nêm Azingon để giúp cho cái nước lèo của chúng ta được ngọt hơn. Các bạn tiếp tục vớt cái phần bột này ra, các bạn bỏ nha, để cho cái nước của chúng ta được trong. Đây là bánh canh của chúng ta sau khi đã nấu được 45 phút nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách kiểm tra nè. Thứ nhất đó là các bạn xem cho mình cái phần nước nè, nó đã kẹo rồi rồi, nó đặt sọt rồi rồi nè. Cái thứ hai là cái sợi mì của nó cũng đã mềm nè, nó nở ra to hơn, đục hơn cái lúc đầu mà chúng ta bỏ vào. Như vậy là cái món ăn của chúng ta đã thành công rồi đó mọi người. Đây là sản phẩm cuối cùng của chúng ta sau khi đã hoàn thành. Mình hy vọng là các bạn sẽ thành công với món ăn này. Nếu mà các bạn yêu thích kênh của mình, hãy like, đăng ký kênh.